Đến nay, vợ chồng ông Đồ Vân Trình mới thật khỏi lo. Tháng trước, khi được tin cô Ngọc đi chợ về đến giữa đường bị cảm, cả hai ông bà đều hết hồn vía. Không kịp khóa cháp, khóa tủ, ông Đồ vơ vội lấy lọ thuốc gió sát vào trong mình. Bà Đồ thì dặn láng giềng, hãy coi nhà dùng, rồi cùng hỏa tốc đến cái ngã tư gần chợ Kim Bảng. Bấy giờ cô Ngọc đã được đem lại bãi cỏ dưới bóng sợp của một cây đa sắc mặt vẫn xám mét, chân tay không động đậy. Nếu trên ngực không còn thoi thóp thở, thì chẳng khác người chết rồi. Bà đồ mếu máu kêu khóc, hú hồn vía vang một khu đồng. Ông đồ dễ dàng trao lọ thuốc gió cho cô Bích, con gái thứ hai của ông, và bảo cô này mở gánh hàng, lấy đĩa đựng trầu, xin ít nước tiểu mài với những viên thuốc ấy. Rồi hai ông bà dùng lược nghe miệng cô Ngọc đổ vào và xoa khắp cả mình mẩy cô ấy. Mặt trời tà tà, cô Ngọc tỉnh dần, ông Đồ mới thuê hai người, gánh hai gánh hàng để bà Đồ và cô Bích cùng dìu cô Ngọc về nhà. Đêm ấy và ngày hôm sau, cô Ngọc mấy lần ngất đi, gọi mãi mới tỉnh. Và lúc tỉnh dậy, thỉnh thoảng lại cứ nói mê nói sảng. Khi thì xưng là cô thám, khi thì xưng là cô bảng, y như một người ma làm. Thầy thuốc đổi bốn năm ông, bói toán, cung cấp, lễ bái chẳng thiếu đâu. Bệnh trạng vẫn đâu đóng đấy. Kết cục, ông đồ phải mời cụ bảng tiên kiều thăm mạch và bốc thuốc cho. Các chứng mới lui dần. Đồ này cô ấy đã gần bằng cũ, tuy mặt mũi hãy còn xanh sao, nhưng tinh thần thì đã sảng khoái như thường từ mấy bữa trước cô thấy trong mình không còn tật bệnh gì nữa đã xin đi chợ bán hàng kẻo nữa nghỉ lâu mất khách nhưng mà ông bà sợ cô chưa thật khỏe sông pha gió máy có thể lại bị cảm lại cho nên nhất định bắt cô cứ phải ở luôn trong nhà không được đi lại dưới ánh nắng thậm chí cô muốn ngâm sợi đánh suốt dệt nốt cái cửi còn dở ông bà cũng không bằng lòng vì sợ để cô vầy nước thì độc chiều lòng cha mẹ cô vẫn hết sức kiêng khem. Nhưng phải cả ngày quanh quẩn trong mấy gian nhà như tù giam lòng, thì ai mà không buồn. Nhiều lúc, cô muốn nhắm mắt cố ngủ, cho khỏi nghĩ vần nghĩ vơ. Xong ngủ mãi cũng chán con mắt, không thể nào mà chớp đi được. Rồi thì những mối tư tưởng, luẩn quẩn ở đâu nó lại kéo đến như mớ bỏng bong, gỡ không ra rứt đi không được. Nhất là những khi vừa mới thiêu thiêu, chợt bị con mũi vo ve bên tai phải tỉnh dậy, thì trong mình cô tự thấy một trận bàng hoàng khó tả. Nghĩ mãi, không biết mình đương nằm ở chỗ nào. Cô rất thèm người nói chuyện, nhưng đương mùa chợ búa cày cấy. Chị em chúng bạn ai có việc nấy, không ai được thưa thì giờ để đến trò chuyện với cô. Cho đến cô biết, người em tin cậy của cô cũng phải mải miết đi chợ từ sáng đến tối, không được thư nhàn mấy khi. Thành ra ban ngày cũng như ban đêm, ngủ thì thôi. Hễ bừng mắt ra, cô lại thấy mình một mình vò võ. Vì thế cô cứ phải mượn cuốn Kim Vân Kiều làm bạn giải buồn. Quyển sách như cũng biết, ấm mờ trêu người. Mỗi khi cô mở nó ra, nếu không đụng phải đoạn Kim Trọng gặp Thúy Kiều, thì lại trúng vào chỗ Thúy Kiều, cất lẻn sang nhà Kim Trọng. Tuy rằng cô đã hết sức trấn tĩnh, nhưng mà coi đến những câu. Sóng tình hồ đã siêu siêu, xem trong âu yếm có nhiều lả lơi hay là tóc tơ căn vặn tấm lòng trăm năm tạc một chữ đồng đến xương thì trong bụng cô bồi hồi bồi hồi hình như có vật nong nóng bốc lên ở ngực và cổ tức thì cô liệng quyển chuyện xuống giường và nằm vắt tay lên trán để đưa tư tưởng đến chỗ mơ màng xa xăm sáng nay lúc cô băng mình trở dậy bỗng chốc hai mắt nháy dối. Vươn mãi, nó cũng không thuần. Rồi khi cô ăn cơm xong, vào buồng. Lại một con nhện thình lình, xa thẳng xuống chỗ trước mặt. Cô toàn vồ lấy để xem nó là nhện vàng hay là nhện trắng. Nhưng con vật ấy nhanh quá, cô chưa vớ kịp. Nó đã đánh đu sợi tơ của nó và bỏ lên gần xa nhà mất rồi. Điểm gì mà lạ thế này, lành hay gở? Câu hỏi quanh quẩn đi lại ở trong óc nó bắt cô phải phân vân hồi hộp đứng ngồi không yên lật đầu giường lấy cuốn chuyện kiều cô hé mở ra để xem đằng nào là đầu đằng nào là cuối rồi hai bàn tay chắp lại một cách cung kính cô đưa cuốn sách lên tận ngang mặt đặt nghiêng bụng sách vào thẳng sống mũi và khấn rầm rầm lạy vua từ hải lạy vãn giác duyên lạy tiên thúy kiều tên tôi là hoàng thị ngọc ở làng vân trình thành tâm xin cô một quẻ. Vừa dứt tiếng quẻ, cô liền ngừng lại và chỉ mất máy hai môi, không biết là nói những gì. Dứt hồi thì thầm, cô bấm một ngón tay cái vào giữa cuốn sách rồi dở ra xem. Ngón tay cái của cô trúng vào chỗ này. Bó thân về với triều đình. Hàng thần lơ láo phận mình ra đâu. Áo xiêm đùng bọc lấy nhau, vào luồn xa quý công hầu mà chi đọc đi đọc lại mấy lần cô vẫn không hiểu nàng kiều bảo mình cái gì hay là mình không thành tâm cho nên cô kiều không ứng thì lại bói lại quẻ nữa xem sao một lần nữa cuốn sách bị cô đưa lên ngang chán và làm đúng những công việc vừa rồi rồi cô nhìn theo chỗ ngón tay đã bấm nó là cái gì vội vàng sắm sửa lễ công kiệu hoa cất gió đuốc hồng rủi sao bày hàng cổ vũ xôn sao, song song đưa tới trướng đào sánh đôi mặt cô tự nhiên thấy nóng bừng bừng ruột gan cô tự nhiên bồn cồn như bị lửa đốt không kịp suy nghĩ ý nghĩa mấy câu đó cô liền lăn đùng xuống giường và thở hừng hực như người say nắng cảnh tượng của đám vinh quy hôm nọ thình lình lại hiện lên trước mắt kìa lá cờ vàng phấp phơi trước gió kìa cái biển gỗ sơn son thép vàng trói lọi dưới ánh mặt trời. Rồi một chàng trẻ tuổi, cố nghiêng trước mũ hoa vàng cười nụ cười với người bên đường. Rồi một cô con gái không lấy gì làm xinh, đang ỏng ẹo, ngồi trong chiếc võng mảnh mảnh, cánh sáo. Rồi vô số là thứ khác nữa. Giống như con chuồn chuồn trong mắt những người trực dở. Những cảnh tượng ấy cứ dính liền với con mắt cô, xua tan nó không đi, nhắm lại nó càng rõ rệt. Số kiếp mình thật không ra gì. Cờ đã đến tay, ai ngờ lại về kẻ khác. Cô không định nghĩ như thế, nhưng mấy câu ấy nó cứ vơ vẩn kéo đến và trở đi trở lại mãi trong trí. Mặt mỗi lúc một nóng thêm, gan ruột mỗi lúc, mỗi bồn cồn thêm. Rồi thì cô thấy sâm sâm tối mặt, như lúc sắp sửa phải cảm độ trước. Em đi chợ đây chị ạ, à, chị có mua gì hay không? Tiếng nói thỏa thẻ thình lình từ cửa kéo vào, làm cô mở bừng mắt ra. Cô Bích vừa đến cạnh giường với bộ mặt nhí nhảnh và tiếc. Chị làm sao mà mặt đỏ bừng lên thế? Cô ngồi vùng dậy mà đáp. Không biết làm sao từ lúc ăn cơm đến giờ, tự nhiên chị thấy hầm hập như người sắp phát sốt đấy em ạ. À. Em hãy ra bể, múc cho chị một bát nước mưa. Chết nỗi, chị uống nước mưa có độc cho không? không độc đâu chị xót ruột lắm chị muốn uống một bát nước mưa cho mát em cứ múc vào đây cho chị giấu đi đừng để thầy mẹ trông thấy ngoan ngoãn cô bích trở ra một lát cô ấy rén trở vào với một bát nước trong như nước suối sẽ sàng đón lấy bát nước của em cô ngọc uống ỏng ọc một hơi nước vào đến đâu ruột gan thấy mát đến đấy cô bích nhanh nhẩu cất cánh đi chợ để lại cho chị cả một gian phòng tĩnh mịch và những luồng tư tưởng phần vơ. cô toàn đứng dậy ra sân để cho dứt những cái nghĩ ngợi quanh quẩn, nhưng khi cầm gương lên soi, thấy hai má còn đỏ bừng bừng, cô lại vừa lấy quyền kiều, rồi sẽ nghiêng mình xuống giường. xong cô không coi, cuốn sách vẫn úp trên ngực, hai mắt cô vẫn lờ đờ, đờ nhìn lên mái nhà. lấy chồng cho đang tấm chồng, bỏ công trang điểm má hồng răng đen nghĩ vậy rồi cô lại tự gạt đi sao ta lại tơ tưởng mãi những chuyện của người ơ hay con đã mọc răng nói năng chi nữa thôi trăm đường tránh chẳng phải số số có tự nhiên sẽ có nếu số không có cầu cung trả được hơi đâu mà rồi cô quả quyết ngồi dậy và lại cầm gương lên soi ngoài cổng có tiếng gậy trống lộc cộc cô vội nhô đầu nhìn ra Cụ bảng tiên kiều đường đùng đỉnh bước vào trong cổng với chiếc gậy trúc và một cậu bé con xách cái túi gấm theo sau. Lật đật cô vội ra sân đuổi chó và cúi đầu chào cụ bảng. Lạy bác ạ! À. Cây Cái nón dưới trên đầu sẽ gật một cái, cụ bảng tơi tả cười. Con Ngọc đấy à? Mày đã bằng cũ chưa cháu? Thầy có ở nhà đấy chứ? Lễ phép cô đáp thưa bác cháu đã gần được bằng cũ thầy cháu có nhà đấy ạ à. rồi cô nhanh nhẩu đứng ra một bên để giữ cho con chó sồm khỏi sủa ông đô văn trình vừa ở trong nhà bước ra hai ngài váy nhau một cái cực kỳ long trọng rồi cùng đi vào trong thềm sau khi đã hạ chiếc nón dứa trao cho cậu học trò treo lên trên vách cụ bảng mở túi lấy vuông khăn mặt lau qua những giọt mồ hôi trên trán rồi cụ ngồi luôn và phản vừa cầm cách quạt phe phẩy vừa cất kết giọng sang sảng. Nóng quá, tôi đi đã sớm, thế mà còn thấy bức bối khó chịu, nếu chậm lát nữa, có lẽ phải lăn ra đường. Ông Đồ cung ghé vào phản và nói một cách vui vẻ. Bác nhiều hơn tôi 5 tuổi, nhưng xem ý còn mạnh hơn tôi, chính tôi bây giờ đi sang bên bác, nhiều khi đã thấy mỏi chân, phải nghỉ đến hai ba chỗ. Nếu tôi bằng tuổi bác, có lẽ sẽ không đi được từ đây đến làng Tiên Kiều. Cụ bảng tươi cười. Ừ, tôi vẫn biết bây giờ bác đã ngại đi. Sáng nay, tôi toàn cho người mời bác sang chơi nói chuyện, nhưng sợ bác vẫn biếng đi nên tôi lại phải cố sang. Cụ đồ vội hỏi. Bác đã có chuyện gì lạ? Cụ bảng vẫn cười. Lạ thì không lạ, nhưng nó cũng không phải là một việc thường việc gì vậy tôi muốn đưa ông thám ông bảng đến nhà cho bác cô ngọc vừa xách siêu nước lên đến đầu thềm thoảng nghe câu đó hai má tự nhiên đỏ bừng bẹn lẽn đưa siêu nước cho cậu bé con đi theo cụ bảng và nhờ cậu ấy nhắm lò đun hộ cô liền thụt vào trong buồng cụ đồ ngay thật hỏi lại cụ bảng ông bảng nào ông thám nào bao giờ thì họ lại đây? Cụ bảng cười giòn khanh khách. Thông thả, chuyện đó bác hãy gác lại đó. Để lúc uống rượu sẽ hay. Bây giờ chúng ta uống nước, rồi thưởng một vài ván cờ cái đã. Lò nước đã nỏ. Cậu tiểu đồng quen lệ mọi ngày nhắc bàn cờ và túi quân cờ trên vách đạt lên trên án. Cụ đồ hạ bàn cờ xuống phản, vừa đổ quân cờ ra bày, vừa ngâm, kỳ cục tiêu tường hạ, tôn tiểu lạc dư xuân. Rồi cụ lại tán. Hai câu ấy thế mà hay đấy, trong lúc nắng nực này, chí đánh cờ là có thể quên sự oi bức. Siêu nước đã sôi, cậu nhỏ giòn rén tráng qua cái ấm sa chu, bỏ chè, chế nước, rót ra chén tống và chuyên vào hai chén con, rồi đệ cả bộ bàn chè lên án. Hai cụ rung đùi, thường cái hương thơm mát của chè đầu xuân. Cuộc giải khát đã đi hết tuần thứ ba, các cụ bắt đầu quay vào bàn cờ. Cô Ngọc vẫn nằm thủ hiểm trong buồng, chờ nghe những lời cụ bảng sẽ nói. Sự im lặng của gian buồng và sự hồi hộp trong quả tim bắt cô suy nghĩ đến câu cụ bảng mới nói vừa rồi. Cớ sao bác bảng lại nói đột ngột như vậy? Hay là bác ấy đã biết tâm sự của mình rồi chăng? Không có lẽ, cứ như em biết kể lại thì hôm nọ, trong lúc nói mê nói sảng, mình cũng xưng là cô thám, cô bảng luôn luôn. Nhưng đó chẳng qua là tiếng nói của kẻ bị mất trí khôn. Chắc không ai để ý. Thế rồi mồ hôi toát ra, cô tự thấy mình xấu hổ như đã làm một điều vô ý trước đám đông người. Ở nhà ngoài, cuộc cờ đến lúc xô sát, tiếng cười giòn giã, xen lẫn với tiếng quân cờ trí chát đụng nhau, khiến cô dứt hẳn được sự nghĩ ngợi luẩn quẩn bóng nắng đã đến cột giàn hoa trong buồng nóng như cái hầm cô toàn đứng dậy ra vườn hóng mát chợt trông đến cái quả trầu cô mới nhớ ra từ nãy đến giờ quên chưa têm trầu sẽ sang ngồi dậy cô đi lấy dao bổ cau dọc trầu têm mấy chục miếng xẹp vào cơi rồi đưa cậu nhỏ đặt giúp lên chỗ hai cụ bà đồ đi chợ đã về nhanh nhảu cô ra đón thúng để mẹ vào chào cụ bảng rồi cô xuống bếp sửa soạn đồ rượu theo ý bà đồ, thì cô cần phải kiêng nước kiêng lửa vài ba ngày nữa cho được thật khỏi. Nay vì trong nhà có khách, trời cũng đã trưa, sợ rằng một mình lùng cùng hoặc giả cơm khách trễ quá nên bà đành để con gái mó vào những việc lặt vặt. Cuộc cờ trên nhà đã hết hai ván, đồ chén cũng vừa làm xong. Vì nhà không có đầy tớ, cô phải dòn dén lên dọn bàn cờ để rồi mâm rượu vào đó và bảo cậu nhỏ sang bên buồng học ăn cơm. Sau khi cụ bảng đã gửi lời cô xuống chào bà đồ, hai cụ cùng quay vào mâm. Chén rượu đã rót một lần thứ nhất. Bà đồ vui vẻ ở nhà dưới lên để đáp lễ lại lời chào của ông bạn trí thân với chồng. Cụ bảng chỉ vào chiếc ghế bên cạnh và nói Mời bác hãy ngồi đây sơi nước. Tôi có câu chuyện muốn nói với cả bác trai bác gái. Rồi cụ nhìn vào ông đồ con Ngọc năm nay 19 tuổi rồi phải không? Ông Đồ ra vẻ ngạc nhiên. Cháu nó mới có 18. Cụ bàng lầm nhầm, bấm đốt ngón tay. Được, 18 lại còn tốt hơn 19. Uống cạn chén rượu, cụ tiếc. Bác đã có biết tư hạc học trò tôi chứ? Ông Đồ lắc đầu. Tôi chỉ nghe tiếng anh ta, chứ không rõ lắm. Có phải tên hắn là Đào Vân Hạc đó không? Phải đó. Anh ta người ở đâu nhỉ? Hắn ở quốc oai, con trai út cụ cống đảo nguyên đấy mà. Trong học trò tôi, có hắn linh lợi hơn cả. Vì tình thân với cả hai bên, tôi muốn nói với hai bác, gả con cháu Ngọc cho hắn. Vừa cầm chai rượu tự rót vào chén của mình, cụ bảng vừa thêm. Nếu như hai bác muốn cho con cháu được làm cô thám cô bảng, thì ngoài hắn ra, chắc không có người nào hơn. Tôi nói thế không phải quá khen học trò của tôi. Kể ra cái tài thám bảng thiên hạ vẫn không thiếu gì, nhưng phần nhiều họ đã cao tuổi, hoặc là họ quen cố chấp câu nệ, không ai được hoạt bát như hắn. Ông đồ ra vẻ tơi tả, bây giờ bác nói tôi mới nhớ ra trong kỳ bình văn ở trường bác hồi đầu năm ngoái tôi đã xem qua quyển của anh ta kể thì anh ta cũng là một tay đại tài tôi không chê một điều gì nhưng việc gả bán cho cháu thì tôi nhường quyền bà nó rồi ông quay sang bên phía bà đồ thế nào ý bà ra sao thì nói với bác bà đồ dễ dàng cụ cống mất rồi thưa bác phải cụ ấy mất từ lúc tư hạc còn nhỏ bà đồ ra ý ngần ngại trên cụ cống cũng là một nhà danh vọng ở tỉnh đoài với nhà tôi thật là muôn đương hộ đối tôi chỉ hiềm một điều rằng chúng tôi hiếm hoi chỉ được hai đứa cháu gái muốn gả chồng cho nó ở chỗ gần nhà để khi mẹ con đi lại cho tiện Cụ bảng nói vui như Tết. Điều đó bác không quản ngại. Từ đây lên đến quê hắn, vừa đi vừa về, chỉ hết độ già nửa ngày. Có gì là xa? Nếu bác sợ xa, thì tôi bắt hắn phải đến gửi rể. Việc này tự tôi chủ trương tất cả. Bởi thấy nó là mối lương duyên, nên tôi muốn cướp quyền của ông Tơ Hồng xem sao. Bà Đồ không cần lẽ gì từ chối, liền chuyển câu chuyện sang cho ông Đồ. Nếu thế thì xin tùy ý thầy cháu. Thầy cháu bằng lòng, tôi cũng xin vâng lời bác. Ông đồ khôi hài. Khéo lắm. Tôi đưa cho bà, bà lại còn đưa cho tôi. Rồi ông rót rượu và chén cụ bảng và tiếc. Còn tôi cũng như con bác. Tùy bác, muốn gả cho ai thì gả. Quyền ông tơ hồng, bác còn muốn cướp, huống chi quyền tôi, có điều tôi muốn bác hãy thông thả để tôi bảo qua với cháu. Cụ bảng vẫn cười. Cố nhiên cũng phải hỏi ý nó chứ. Nhưng tôi xem chúng nó cũng ngoan ngoãn dễ bảo. Tôi nói khác nó phải nghe. Vậy xin bác hãy cho gọi nó ra đây để tôi bảo thẳng với nó. Nãy giờ cô Ngọc vẫn ngồi im lặng trong buồng, không dám đánh tiếng. Khi nghe cụ bảng nói đến câu đó, cô liền cất lẹn đi xuống nhà dưới. Bà đồ theo xuống tận nơi và nói một cách ngọt ngào. Con lên nhà khách, bác bảng muốn hỏi con gì đấy? Cô Ngọc đỏ mặt tía tay và nói một cách nũng nịu. Thôi, con trả lên. Bà đồ tùm tìm cười nụ. Bác bảng muốn làm mối cho mày, cho anh khóa hạc, học trò của bác ấy có thuận thịt lên mà nói với bác cô ngọc gục đầu xuống gối và sẽ thỏ thẻ tùy thầy tùy mẹ con không biết rồi cô e lệ đứng dậy và đi sang nhà hàng xóm bà đồ lại lên nhà khách nói với cụ bảng thưa bác cháu nó xấu hổ không dám lên ạ à. cụ bảng lại cười thôi được nó xấu hổ tức là nó đã thuận đấy vậy thì hai bác nhận lời cho tôi đi thôi bà đồ cáo biệt đi xuống nhà dưới hai cụ gật gù đánh chén mãi đến quá trưa mới xong cô ngọc vẫn còn núp bên hàng xóm chưa về cậu nhỏ người nhà cụ bảng phải dọn mâm bát và lấy tăm nước mặt trời tà tà cụ bảng mới từ biệt ra về trước khi đứng dậy cụ còn dặn lại ông đồ độ mấy bữa nữa tôi sẽ lại sang nói chuyện với bác